Cựu cảnh sát xả súng tại nhà trẻ ở Thái Lan, 34 người chết. Một cựu cảnh sát xông vào nhà trẻ miền Bắc Thái Lan, bắn chết hơn 30 người. Chủ yếu là trẻ em, sau đó giết vợ con và tự sát. Phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan Achon Krayton cho biết vụ xả súng xảy ra tại cơ sở trong trẻ huyện Na Klang, tỉnh Nông Bua Lam Phu lúc 12 giờ 30 phút hôm nay. Nghi phạm Pania Khamrap, 34 tuổi, mang theo súng săn, súng lục và dao. Yidapa Bunsom, quan chức huyện Na Klang, người làm việc tại văn phòng ở gần nhà trẻ, cho hay có khoảng 30 trẻ em tại cơ sở khi tay súng xông vào. Nghi phạm ban đầu bắn 4, 5 nhân viên cơ sở, bao gồm một cô giáo đang mang thai 8 tháng. Lúc đầu mọi người nghĩ đó là tiếng pháo hoa. Chúng tôi đã rất sợ hãi và vội tìm nơi ẩn nấp khi nhận ra anh ta đang xả súng. Yidapa kể tay súng sau đó xông vào một căn phòng đã được khóa, nơi trẻ em đang ngủ. Rất nhiều trẻ em đã bị giết. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào kinh khủng như vậy, bà nói. Khamrap là cựu cảnh sát bị sa thải năm ngoái vì cáo buộc liên quan đến ma túy. Nghi phạm đã ra hầu tòa ở tỉnh Nông Bua Lam Phu vài giờ trước khi nổ súng vào những em bé đang ngủ, tướng Yirapop Puridet, từ Cục Điều tra Trung ương Thái Lan, cho biết. Truyền thông địa phương đưa tin Khamrap cũng có lịch hầu tòa vào ngày mai. Người phát ngôn cảnh sát Paisan Luembon nói rằng tay súng đến nhà trẻ để tìm con mình nhưng không thấy con ở đó. Yidapa cho biết hôm nay lượng trẻ đến cơ sở ít hơn mọi ngày do trời mưa to. Anh ta đã rất căng thẳng và khi không tìm thấy con mình, anh ta càng căng thẳng hơn và bắt đầu nổ súng, Paisan nói. Hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy nhiều thi thể trẻ em trong một lớp học. Bên ngoài cơ sở, các phụ huynh gào khóc và xung quanh có nhiều xe cứu thương. Sau khi nghi phạm tẩu thoát khỏi nhà trẻ trên chiếc xe bán tải màu trắng, anh ta tiếp tục lao xe và bắn vào người đi đường. Khi về đến nhà riêng, Khamrap bắn chết vợ con và tự sát. Cảnh sát cho biết ít nhất 34 người thiệt mạng trong sự việc, gồm 22 trẻ em, 12 người bị thương, trong đó 8 người bị thương nặng. Giới chức yêu cầu đóng cửa toàn bộ nhà trẻ trong khu vực. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ra tuyên bố nói rằng vụ xả súng gây chấn động đất nước, đồng thời lệnh cho tất cả cơ quan khẩn trương cứu chữa người bị thương. Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở nhà trẻ huyện Na Klang, tỉnh Nông Bua Lam Phu, miền Bắc Thái Lan ngày 6 tháng 10 và nghi phạm Pania Khamrap, khoanh đỏ. Một phần của chiếc xe được cho là do thủ phạm Pania Khamrap lái bỏ lại sau khi bỏ trốn theo sau vụ xả súng tại một nhà trẻ ở huyện Na Klang thuộc tỉnh Nông Bua Lam Phu, Thái Lan ngày 6 tháng 10. Tỷ lệ sở hữu súng ở Thái Lan cao so với một số quốc gia khác trong khu vực, số liệu chính thức không bao gồm lượng lớn vũ khí bất hợp pháp được buôn lậu vào nước này. Các vụ xả súng hàng loạt hiếm khi xảy ra ở Thái Lan, nhưng vào năm 2020, một vụ xả súng nghiêm trọng đã diễn ra khi binh sĩ bắn chết ít nhất 29 người và làm bị thương 57 người ở 4 địa điểm,